Thống kê của Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 15 tháng 5, tổng cộng gần 217 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước, trong đó hơn 197 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và hơn 17,4 triệu liều tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Với chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau một tháng triển khai, có hơn 2,5 triệu trẻ em đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Một số địa phương đã bắt đầu tiêm mũi 2 cho các trẻ đủ điều kiện Hai loại vaccine được sử dụng trong đợt tiêm chủng này là Moderna và Pfizer. Vaccine Pfizer tiêm cho nhóm trẻ nhỏ hơn và Moderna cho nhóm trẻ lớn hơn. Bộ Y tế cũng đã quy định không tiêm chuộn vaccine cho trẻ. Các trẻ tiêm liều cơ bản, hai mũi cùng loại vaccine, khoảng cách mũi 2 cách mũi một là 28 ngày. Với trẻ mắc COVID-19, chỉ hoãn tiêm 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, người dân chỉ cần truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mà không cần phải đến cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai chụp ảnh như hiện nay. Theo đại diện của quản lý xuất nhập cảnh để được cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng, người dân truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu, sau đó lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp địa chỉ nhận hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu. Trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp hồ sơ trực tiếp như quy định hiện hành. Hàng năm mỗi khi vào hè, cũng là mùa gặt, lại tái diễn tình trạng người dân mang rơm dạ, thóc lúa ra phơi, thậm chí đốt để lấy cho ngay trên mặt đường. Không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông mà còn có thể gây cháy xe. Chiều qua xe ô tô biển kiểm soát Nghệ An đang di chuyển trên quốc lộ 46C, đoạn qua xã Thanh Liên, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này trên xe có 4 người trong cùng gia đình, rất may cả 4 người kịp thoát ra ngoài. Theo nhận định có thể chiếc xe đã cuốn vải rơm dạ phơi trên đường. Trước đó tại địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã từng xảy ra hai vụ cháy xe ô tô khi đi qua đoạn đường phơi rơm dạ. Những vụ cháy xe xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng người dân đốt và phơi rơm dạ thóc lúa trên các tuyến đường làm mất an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại lớn về tài sản của các chủ phương tiện tham giao thông. Đồng thời, đây cũng là bài học cho các chủ điều khiển phương tiện chú ý quan sát để phòng cháy nổ. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra liên tiếp hai vụ ngộ độc do ăn quả rừng có chứa độc tố tự nhiên. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 25 tháng 4 tại xã Sơn Vĩ. Năm trẻ sau khi ăn quả rừng, tiếng địa phương gọi là quả trí chuộ, đã bị ngộ độc. Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 1 tháng 5 tại xã Niêm Tồng. Bốn trẻ và một người lớn cũng bị ngộ độc sau khi ăn quả dâu rừng. May mắn không có trường hợp nào tử vong. Thời điểm tháng 5 tháng 6 nhiều quả rừng đang chín rộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nhất là trẻ em, các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên. Tuyệt đối không ăn các loại quả dại dù thử một lần nhằm ngăn chặn những vụ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thời tiết tại các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh khiến nhiều người ra đường phải mặc áo khoác, áo gió giữa ngày hè tháng 5. Sáng sớm nay một đợt không khí lạnh tràn về đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa vừa mưa to và rông, trời âm u gió mạnh, nhiệt độ giảm còn dưới 20 độ C, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tại Sapa Lào Cai nhiệt độ là 11,4 độ C, nằm trong ngưỡng rét hại. Theo dân gian đợt giá rét cuối xuân hàng năm trước khi chuyển sang hè thường gọi là rét nàng bân, chủ yếu xuất hiện vào tháng 3 âm lịch. Năm nay đến thời điểm qua rằm tháng 4, giữa tháng 5 dương lịch, Tại Lào Cai đã có 4 đợt rét nắng bân tràn xuống. Theo các chuyên gia về thời tiết, đợt không khí lạnh này tương tự với đợt không khí lạnh từng xảy ra vào tháng 5 năm 2011, tức là khoảng 10 năm hiện tượng này lặp lại một lần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng 5 ở miền Bắc vẫn xảy ra. Tuy nhiên, cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là hiếm gặp.